cứu sống thai nhi chui ra ổ bụng do sản phụ bị vỡ tử cung. Ngày 7 tháng 2, lãnh đạo bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa cứu sống trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi và bọc ối chui vào ổ bụng. Đây là trường hợp hiếm gặp trong sản khoa và có thể gây nguy hiểm cho cả thai phụ lẫn thai nhi. Theo đó, thai phụ là chị HAN sinh năm 1982 tại Long An mang thai lần 2. Khi thai 12 tuần, chỉ có triệu chứng đau bụng khám ở địa phương nhưng không phát hiện bất thường. Đến trưa ngày 4 tháng 2, khi thai được 32 tuần, chị tiếp tục đau bụng và nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ siêu âm xác định thai nhi nằm trong bọc ối nhưng bọc ối không nằm trong tử cung mà nằm ngoài ổ bụng nghi do vỡ tử cung. Sau khi chẩn đoán hình ảnh và ghi nhận có tim thai, thai phụ lập tức được đưa vào phòng mổ. Các phẫu thuật được tiến hành kịp thời cứu cả mẹ lẫn con. Bác sĩ chuyên khoa Hai Huỳnh Xuân Nghiêm, phó giám đốc bệnh viện Hùng Vương cho biết, khi mổ, các bác sĩ phát hiện vết thủng ở đáy tử cung dài 15 cm. Đây cũng là vị trí bọc ối chứa thai nhi chui ra ổ bụng bệnh nhân mất gần 4 lít máu trong khi mổ. Ekip phải bơm bù máu, huyết tương trong suốt quá trình phẫu thuật. Thai phụ được xác định mắc bệnh lý nhau cải răng lược khiến tử cung bị thủng. Đây là trường hợp thai trong ổ bụng do vỡ tử cung mãn tính, nghĩa là bọc ối chứa thai có thể đã thoát vị nhiều tuần trước khi phát hiện. Nhiều dây rốn vẫn bám chặt vào nhau thai nên thai nhi được duy trì dinh dưỡng dù đã nằm ngoài tử cung. Sau ca mổ, bé gái nặng 2,2 kg được chăm sóc đặc biệt. Sau 3 ngày, sức khỏe của bé ổn định và đã được gặp bố mẹ. Vết mổ của thai phụ tốt, được đặt dẫn lưu dịch ổ bụng, sức khỏe tạm ổn. Người mẹ tiếp tục được chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi tình trạng vết thương